Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lại chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lại Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Con kính lại các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay với lòng thành kính, con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự Giác Lợi, về miếu thành tâm, kính lên trước án dầu lưu ly. Đà Phật, hôm nay con thỉnh dầu lưu ly kính lên trước án trầu cao bánh, nguyện xin thành tâm kính lễ, nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, nguyện xin đèn trời soi xét, xin ban phước lành cho bà con cô bác trên kênh của con, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, xin cho con có duyên lành, con đi sinh lọc hàng ngày đều về trúng ngày trúng giờ, để cho bà con cô bác dắt lời xin nén hương số trực tiếp cho bà con nè. Dắt lại nên xin nguyên số trực tiếp nè. Bây giờ dắt lại xin cái lọc bà trước đây, rồi lát lại quay cái trực tiếp cho bà con ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay dắt lại thỉnh dầu lưu ly, mà dầu lưu ly dắt lại đưa cho bà Út Cất rồi. Nãy dắt lại để có để lên trình lễ là dắt lại được Út Cất. Hôm nay dắt lại thỉnh bánh với trầu cao về kính lên trước án để xin cái lọc cho bà con, cô bác, anh chị em ở trên kênh. Bữa dắt lại thứ chủ nhật, chắc lại xin cái lọc thể sâm của bà, số thể sâm là 7007, ngày chủ nhật con 07, nó sổ 34 cây 70, về cả miền Nam, miền Trung gì đó, miền Nam rực rỡ cho bà con, bữa đó rất là rực rỡ. Thì hôm nay chắc lại trở về miếu bà, chú xứ giữa đồng, xin thành tâm nguyện cầu kính lễ bạc với lòng thành kính của chắc lại. Thì chắc lại cũng nguyện xin cho bà độ thêm cho bà con ngày thứ ba hôm nay, chắc lại có cái lọc lớn. Để nhắc lại cho bà con cô bác tham khảo ngày thứ tư, xin cái lọc ngày thứ tư nha. Hôm nay nhắc lại ngày thứ ba, nhắc lại về xin cái lọc ngày thứ tư cho bà con cô bác anh chị em. Và nhắc lại cũng nguyện xin đậu cho bà con cô bác trên kênh, nhắc lại xin lọc trực tiếp, xin bà đậu cho nhắc lại có duyên lành, nhắc lại xin lọc đều về trúng ngày trúng giờ, may mắn để cho bà con đều được hưởng cái lọc may mắn hàng ngày. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, con nguyện thành tâm nguyện niệm một quyển Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện đem công đức hồi hướng cho gia đạo của con, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Và nguyện xin độ cho Phùng Thị Tư, sinh năm 1975, Đỗ Thị Cẩm Nhung, 62 tuổi, pháp danh Ngọc Nhung, Lê Thị Thúy Nga, sinh năm 1976, Vương Thị Xuân, 57 tuổi. Nam Mô A Di Đà Phật. Bùi Văn Hôn, tai qua nạn khỏi, bệnh chướng tiêu trừ. Nam Mô A Di Đà Phật. Gia đình được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, tai qua nạn khỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin độ cho Phùng Thị Tư, sinh năm 1975, bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin ban cho quốc thế dân an, mưu thuận gió hòa. Nguyện cầu cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, ai bị tam tai phạm thấy tế, nguyện xem video này thấy được kim thân của bà, xin bà độ cho chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giới không, độ nhất thiết khổ ách sa lợi tử. Sắc bất diệt không, không bất diệt sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Sa lợi tử thì chưa quán không tướng, bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, bất căn chạm thì có không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhị tị tuyệt thân ý, vô sắc tinh hương diệt xuất pháp, vô nhãn giới này chứ vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận này chứ vô đầu tử diệt, vô đầu tử tận, vô phật tập diệt đạo, vô trứ diệt, vô đất diệt, vô sợ đất có bồ đề tâm đó, vô bất nhã ba la mật đa có tâm, vô quay ngại cố vô khủng bố, diễn ly điên đạo mộng tử cứu cánh niết bàn, tâm thế chư phật y bất nhã ba la mật đa có đắc a nậu đa la tâm miệu tâm bồ đề cố trí, bất nhã ba la mật đa thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đằng đẳng chú, năng trợ nhất thiết có ách chân thiệt quá hơn cố thiết, bất nhã ba la mật đa chú thức thiết chú giết đế đế ba la, đế ba la tăng đế bồ đề tát bà ha. Yên đế đế bà la, đế bà la tăng ít đế bồ đề tát bà ha. Đế đế bà la, đế bà la tăng ít đế bồ đề tát bà ha. Yên đế đế bà la, đế bà la tăng ít đế bồ đề tát bà ha. Đế đế bà la, đế bà la tăng ít đế bồ đề tát bà ha. Nam mô A Di Đà Phật, Đa Tha Dạ Đa Gia Đa Di Đà Tha. A Di Đà Phật, A Di Đà Đa Tất Đa Mật Tỳ, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa. Và A Di Đà Dạ Dạ Na Chi Tha Ca Lợi Tha Bà Ha. Nam mô A Di Đà Phật, Đa Tha Dạ Đa Gia Đa Di Đà Tha. A Di Đà Đô Bà Tỳ, A Di Đà Đa Tất Đa Mà Tỳ, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa. Và A Di Đà Dạ Dạ Na Chi Tha Ca Lợi Ta Bà Hạ. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ,
đa tha giả đa giả đa địa giả tha di đi đô và tại a di đi đa tất đam và tại a di đi đa thì cả lăng đấy a di đi đa thì cả lăng đa giả di này giả giả na di đa ca lại tha và hạ nam mô a di đa và giả đa tha giả đa giả đa địa giả tha di đi đô và tại a di đi đa tất đam và tại a di đi đa thì cả lăng đấy a di đi đa thì cả lăng đa giả di này giả giả na chỉ đa ca lại ta và hạ nam mô a di đà phật 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 con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi hôm nay với lòng thành kính thỉnh dầu lưu ly về miếu kính lễ trả lễ năm hôm bữa thứ bảy chủ nhật con có về thành tâm xin cái lộc 0770 số đại sâm 7007 đã về rực rỡ ngày chủ nhật cho bà con cô bác trên kênh của con rất là rực rỡ miền Nam. Bữa con có thành tâm xin cái lộc được bà độ và ban cho về rực rỡ trúng ngày trúng giờ, bà con ai cũng được hưởng cái lộc. Hôm nay con thành thâm thỉnh dầu lưu ly cũng như về kính lễ lên trước án lễ bạc tâm thành, nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà ban phước lành ban cho bà con cô bác trên kênh của con một thể sâm mới, một thể sâm cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày thứ tư ngày 30 ngày 30 tháng 10 dương lịch năm 2024. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Nay là 29 thì là 27 30 là ngày 28, nhằm ngày 28 tháng 9. Nhằm ngày 28 tháng 9 dương lịch năm 2024, miền Nam có Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, đèn trời soi xét, xin ban phước lành, ban cho bà con, cô bác trên kênh của con một thể sâm cầu được cái tài, cái lộc may mắn. Về miền Nam có Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, đèn trời soi xét, xin ban phước lành, ban cho một thể sâm tốt, một thể sâm may mắn, một thể sâm cầu được cái tài, cái lộc về chính xác. Trúng ngày trúng giờ ngày thứ tư Đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đêm có miền Bắc miền Trung xin Đức Thánh Mẫu ban cho một thể sâm nam mô A Di Đà Phật. Rồi xuống thể sâm nằm úp nữa nha bà con, xuống thể sâm nằm úp nữa. Nam mô A Di Đà Phật, đây là số thể sâm con cũng quay vào trong con trình lễ. Con nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin điểm chỉ cho số thể sâm này có được cái lộc ngày 30 tháng 10 dương lịch năm 2024, âm lịch là ngày 28 ngày âm lịch là ngày 28 tháng 9 ngày thứ tư miền Nam có Đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đêm có miền Bắc miền Trung xin bà độ cho số thể sâm này có cái lộc trùng khớp với tất cả các công ty sổ số kiến thiết để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng tham khảo mua tờ giấy số theo số thể sâm đều được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật, con thành tâm xin đón nhận số thể sâm. Số thể sâm là số 67, số thể sâm là 67 bà con, số thể sâm là số 67 ha. Số thẻ sâm là số 67 để nhắc lại lấy cái nét lại cho bà con ha. Số thẻ sâm là 67 467 476 bà con nhớ lót giùm cho nhắc lại con 76 ha. 467 476 467 476 nha bà con nhớ nha. 467 476 nhắc lại để vào trong bát hương ha. Nhắc lại để vào trong bát hương, nhắc lại xin keo nha. Nhắc lại xin keo bà độ cho bà con rực rỡ giống như bữa nha. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Con với lòng thành kính nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà, nguyện xin với lòng thành kính nguyện xin cho số thể sâm 67 có được cái lộc lớn ngày thứ tư Đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đêm có miền Bắc miền Trung ngày 28 tháng 9 âm lịch nhằm ngày 30 tháng 10 dương lịch năm 2024. Nguyện xin đèn trời soi xét cuối tháng xin độ cho số thể sâm về đầu về đặc biệt về trong lô trùng khớp với Đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đêm có miền Bắc miền Trung xin cho con xin được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Bà cười bà chưa ban ha, chắc là xin một lần nữa nha. Con cúi đầu đảnh lễ xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin độ cho số thể sâm 67 có cái lộc ngày thứ tư trùng khớp với Đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đêm có miền Bắc miền Trung xin cho con xin được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Lần thứ hai được thánh keo ha. Lần thứ hai được thánh keo bà độ cho về hai miền nè, miền Nam với miền Trung hay miền Nam với miền Bắc thì giật lại không biết ha. Bà độ cho về hai miền nha. Và miền Nam thì đại thứ hai bà con chú ý đại Cần Thơ dùng cho giật lại nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin ban phước lành xin độ cho
số thẻ xăm là số 67 467 476, ngày thứ tư, Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung, về đầu, về đặc biệt, về trong lô, về rực rỡ, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nay giác lợi thắp hương cuộn tàn luôn mà con. Nay giác lợi thắp hương cuộn tàn luôn. Cuộn tàn luôn. Bà chứng, bà điểm chỉ, bà độ cho nha. Rồi giác lợi thành tâm đón nhận số thẻ sâm nha. Hồi số thẻ sâm nha. Giác lợi nhắc lại một lần nữa, số thẻ sâm là số 67 67 76 ha, bà con cô bác anh chị em nhớ dùm cho giác lợi ha, 67 76 nha. Nhớ nha, để giác lợi lấy cái nét lại cho anh chị em chúng ta ha. 67 76 anh chị em nào hợp 67 mua 67. Nhớ lót dùm cho giác lợi con 76, 467, 476 nha. 467, 476, đó là số thẻ sâm. Rồi, giác lợi xin cảm ơn tất cả bà con, cô bác, anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua. Và xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Bữa giác lợi sinh ngày Chủ nhật 07:70 rất là rực rỡ cho bà con. Thì hôm nay giác lợi cũng xin một số thẻ sâm cho nên là 6776 cả cặp luôn. Cho bà con, cô bác, anh chị em ngày thứ tư, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đều có miền Bắc, miền Trung. Giác lợi cũng nguyện cầu kính chúc cho tất cả bà con luôn được an lạc, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, được bà độ cho số thẻ sâm lớn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.